Azir là hoàng đế của Surima từ một thời đại xa xưa, một kẻ kiêu hãnh đứng trên đỉnh của sự bất tử. Tuy nhiên, trong đấu trường chân lý vài phiên bản dạo gần đây, gã hoàng đế này dường như đã đánh mất vị thế của mình, khi giờ đây meta toàn những Nila hay Twisted Fate. Tưởng chừng phải chịu số phận vùi dập như vậy nhưng không, Azir đã được một thánh nữ đến từ Demacia kéo vớt lên và kết hợp với ngài trở thành một đội hình thực sự là chiến trường, phá đảo meta nhàm chán hiện tại. Liệu anh em có đoán được tên của nàng là gì không nhỉ? Đúng vậy, đó chính là đại cầm nữ Sona. Và hãy cùng cà phê nhân phẩm đến luôn với phần phân tích sức mạnh đội hình Azir Sona này ngay thôi nào. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Tổng quan đội hình. Có lẽ anh em đang thắc mắc tại sao Sona lại đi cùng Azir. Bởi trong phiên bản 13.20, Riot đã chỉnh sửa chiêu của đại cầm nữ, giúp cô nàng này có thể buff tốc đánh vừa thông minh hơn, lại vừa ổn định hơn nữa. Cụ thể là giờ đây, chiêu của Sona sẽ trúng cả mục tiêu trái và phải của cô nàng, nên anh em chỉ cần phải xếp Azir bên cạnh Sona là được. Và lượng tốc đánh cộng thêm cũng sẽ được duy trì đến hết giao tranh, giúp Azir luôn giữ được nhịp độ đến hết trận đấu. Không những buff đa dụng như vậy, Sona còn là một quân cờ kích hệ rất tốt với cả hai tộc hệ của mình. Kích hệ tốt như nào thì cùng chúng mình đến với phần xây dựng đội hình nhé. Xem những thành viên còn lại của chế độ này là những ai. Xây dựng đội hình. Phong bài ở 7 của bài này sẽ bao gồm Talia, Naafiri, Sona, Fiora, Azir, Zavan và Nasus. Với phong này thì chúng ta sẽ kích hoạt được 4 Surima, 2 pháp sư đa chú, 3 quân sư, 3 Demacia cùng với 2 thách đấu. Kích được khá nhiều tổng hệ phải không nào? Sona với pháp sư đa chú sẽ thi triển chiêu thức 2 lần một lượt, giúp Azir nhận được tới 50% tốc đánh sau mỗi lần cô nàng này ra chiêu. Đây là một lượng chỉ số không hề nhỏ một chút nào. Sau khi lên level 8, anh em sẽ kẹp thêm một vị tướng dũng sĩ vào để Nasus thêm phần chống chịu. Ngon nhất chắc chắn là Aatrox rồi, vừa khó chịu nhờ cơ chế hồi sinh, lại vừa nâng đặc kinh kích được bốc 2. Hoặc nếu kiếm tướng 5 tiền khó quá thì anh em kẹp tạm Nautilus lấy chút khống chế cũng là một lựa chọn không tồi. Khi anh em lên cấp 9, 6 Surima sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu với sự góp mặt của Cassante, để gần như cả đội hình này sẽ thăng hoa ngay khi bắt đầu giao tranh. Nasus thì trâu hơn, còn Azir thì lại đánh nhanh hơn ngay ở đầu trận. Đội hình như vậy khá ổn rồi, cùng xem các tướng này sẽ được mặc gì để phát huy hết khả năng nhé. Về trang bị. Cốt lõi của đội hình này sẽ là Nasus cùng Azir, nên chúng ta sẽ xoay sâu vào hai vị tướng này nhé. Với Azir, thường thì cuồng đao sẽ là lựa chọn bắt buộc phải có với vị hoàng đế này để có thể xiên hết tim địch. Nhưng giờ đây với lượng tốc đánh cộng thêm từ Sona thì món đồ này đã không còn được ưu ái nhiều như trước nữa, mà thay vào đó sẽ là những món đồ thuần sát thương như diệt khổng lồ hoặc crit phép. Kiếm súng là một lựa chọn không tồi để hàng trên có thêm một chút hồi phục. Nanh nà so cũng vậy, cũng là một món đồ rất ngon cho Azir từ lượng chỉ số cộng thêm đến hiệu ứng mà nó mang lại. Còn với Nasus, anh em sẽ ghép đồ tanh dựa trên Lobby mà thôi. Với meta pháp sư đa chú áp đảo thì một chiếc vuốt rồng sẽ là món đồ không thể thiếu rồi. Vì Surima hồi máu theo phần trăm máu tối đa nên một chiếc giáp máu sẽ là một lựa chọn khá tối ưu. Slot đồ cuối thì anh em linh hoạt nhé, có thể là giáp gai, mũ thích nghi hay thú tượng thành giáp đều rất ngon đối với một vị tướng thuần chống chịu. Cuối cùng sẽ là những món đồ hiệu ứng như giảm hồi máu hay giảm kháng phép anh em sẽ đem cho Sona cầm, cụ thể là quỷ thư cùng với dao điện. Tất nhiên anh em cũng có thể linh hoạt lắp áo choàng lửa cùng nó sẽ thay thế. Đồ thừa anh em lắp cho Zavan tanh để hắn có những cú nhảy chất lượng, còn đồ ánh sáng đến từ Demacia thì sẽ ưu tiên lắp vào Zavan nếu hắn lên được hai sớm, còn không thì sẽ được Sona cầm trịch để cô nàng ra chiêu nhanh hơn rất nhiều. Sắp xếp đội hình. Đây là một đội hình khá dễ sắp xếp, anh em chỉ cần nhớ vài điều mà thôi. Đầu tiên là hãy xếp Sona và Azir cạnh nhau để đại cầm nữ có thể búp tốc đánh cho hoàng đế một cách dễ dàng. Tất nhiên, của ngon thì phải chia sẻ, Sona đâu thể búp tốc đánh cho một mình một vị tướng được đâu, cô cũng phải búp cho team đấy chứ. Và để búp được chúng nhiều đồng minh nhất có thể thì anh em hãy xếp Sona đối diện với đám đông của địch. Với cái thế xếp này thì chỉ cần một chiêu thôi là đồng minh vừa được lợi, còn cả đội hình đối phương phải chịu hiệu ứng xấu từ quỷ thư, từ đó mở lại lợi thế lớn cho team. Cái cần nhớ tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là anh em nhớ phải xếp nguồn giảm kháng phép ở cạnh mục tiêu mà Azir xỉa vào. Sắp xếp đã xong, giờ cùng đến với bước chuẩn bị nào. Triển khai đội hình. Dưới đây sẽ là một vài huyền thoại mà anh em có thể chọn khi chơi đội hình này. Đầu tiên sẽ là Twisted Fate, một huyền thoại dễ chơi, dễ trúng thưởng cũng như đang thống trị meta này. Với khả năng vẽ đồ từ những chiếc hộp Pandora thì anh em sẽ không lo những rào quái phải trả đồ xấu nhé. Tiếp theo sẽ là Ezreal cùng với Bat. Những huyền thoại này sẽ cho anh em nhiều đồ, mà khi đánh bằng đồ bao giờ cũng dễ dàng giữ máu ở giai đoạn đầu trận hơn,
cuối cùng sẽ là Pro. Với những anh em thích lối chơi flex xì xa xì xô thì đây chắc chắn là huyền thoại hàng đầu rồi, bởi nó sẽ không bị bó buộc vào chiếc lõi công nghệ nào cả. Tiếp theo sẽ là vùng đất phù hợp để vốt, lấy cho mình một chút lợi thế khởi đầu. Cổng dịch chuyển khu chợ Surima đến từ vùng đất cùng tên sẽ giúp anh em có nhiều trang bị hơn từ những vòng đi chợ, rất thích hợp với đội hình cần nhiều đồ như thế này. Freljord với cổng dịch chuyển tổ ấm sẽ giúp Asia của anh em có được một trang bị ánh sáng tự chọn, giúp sát thương của vị tướng này gia tăng lên đáng kể. Cùng vùng đất này còn có một cổng nữa, đó là lò rèn của On với những món tạo tác như kính nhắm thiện xạ cho Asia hay gia tâm linh cho Narset đều rất ổn. Demacia cũng không kém cạnh với Eden Mount. Ba gói trang bị thành phần sẽ giúp anh em vẽ đồ dễ dàng hơn rất nhiều. Đại sành cửu trụ từ hư không là một cổng khá thú vị. Lượng tài nguyên nó mang lại vừa giúp anh em có thể hóa rồng hóa hổ, nhưng cũng có thể khiến anh em dậm chân tại chỗ nhìn lobby đi lên. Bộ đôi tập đoàn Glax cùng kho tàng thiên thực từ Zaun là những chiếc cổng quốc dân rồi. Với lượng vàng khổng lồ nhận được thì anh em sẽ dễ dàng triển khai hơn rất nhiều. Thị trấn ổ chuột từ Bewater với cửa hàng may mắn chứa các tướng phù hợp với đội hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một lần mỗi vòng, giúp anh em nâng sao và giặt vàng cực dễ, đặc biệt với một đội hình cần nhiều 4 tiền như thế này. Quán ăn ban đồ đến từ thành phố cùng tên cũng là một vùng đất khá hay với chiếc sẻ khởi đầu, vừa giúp anh em quấn Surima để dễ kích mốc 6, vừa giúp Narset tích máu qua từng rao. Bước tiếp theo chính là xây dựng đội hình. Cũng như bao team khác, anh em ưu tiên bắt các đối thông một vàng ở giai đoạn đánh quái đầu trận để có được những vị tướng 2 sao đẹp máu ở giai đoạn đầu game. Anh em sẽ ưu tiên chơi những quân cờ thuộc tộc Surima nhé, đặc biệt là Cassiopeia, bởi vị tướng này có sát thương đơn mục tiêu hàng đầu trò chơi, cũng như là lựa chọn hoàn hảo để cầm đồ hộ cho Asia như nanh nasor hay kiếm súng. Nếu có chơi thắng thì anh em có thể lên 6 ngay tại 3.1 để cố giữ vững được ngọn lửa win streak nhé. Còn nếu không thì anh em cứ lên 6 ở 3.2 như sách giáo khoa mà thôi. Nếu có đôi thông cùng chuỗi thắng lúc này thì đừng ngần ngại xả tiền để nâng sao cho chúng nhé. Còn không thì cứ chiêu chiêu mà up cấp bằng lợi tức. 4.1 sẽ là một thời điểm khá quan trọng khi anh em sẽ xả tiền mạnh ở giai đoạn này. Cố gắng kiếm đủ form mà mình nói ở trên để có thể dễ dàng triển khai đội hình. Nếu có đôi thông thì hãy cố gắng roll chúng nốt lên 2 sao. Còn nếu không thì giữ ít nhất 30 vàng để đợi chiếc lõi cuối cùng nha anh em. Nếu tình hình có vẻ ổn thì anh em có thể eco lên 8 để có tỷ lệ 4-5 tiền cao hơn. Còn nếu không thì xả nốt ở 7 để nâng đội hình lên 2 sao là ổn. Triển khai xong rồi, hãy đến với những chiếc nâng cấp ngon cho team này nhé. Về nâng cấp thì đầu tiên, ta phải kể đến những chiếc nâng cấp combat để gia tăng sức mạnh trực tiếp cho đội hình. Ví dụ như nắm rõ đối thủ để cả đội hình có thêm sát thương, đặc biệt là với những ông chơi trung bài, hay bạn bè phương xa để Asia cùng Narset có thể cùng chia cho nhau một lượng chỉ số đáng kể. Với những nâng cấp tục hệ thì đội hình này cực kỳ là hợp luôn. Với ấn Surima thì anh em có thể tích được mốc 6 sớm mà không cần Cassante. Cùng với đó là sẽ giúp Javan có thêm sức mạnh thăng hoa, trở thành cỗ máy khống chế hàng hiệu. Về ấn quân sư thì có thể giúp cả team tăng thêm chút lá chắn cùng chút sức mạnh pháp thuật. Cuối cùng sẽ là những chiếc lõi đồ. Như mình đã nói ở trên, đánh bằng đồ giai đoạn đầu lúc nào cũng đẹp máu cực kỳ dễ. Đồ cũng như tướng cầm đồ rất đa dạng, không bị bó buộc. Đã cùng điểm qua cách triển khai cũng như nâng cấp phù hợp rồi. Sau đây cùng xem ưu và nhược điểm gồm những gì để anh em lưu ý nhé. Về ưu điểm thì mạnh nhờ sát thương của Asia được buff qua từng phiên bản cộng với tốc độ đánh tăng dần theo thời gian của Sona. Ít người chơi bài này nên anh em có thể dễ triển khai được đội hình mà thôi. Còn về nhược điểm thì vì là bài nhiều 4 tiền nên nếu anh em roll đen không lên được 2 sao thì rất dễ cúc. Và đó là tất tần tật kinh nghiệm tụi mình đúc kết được khi triển khai thuần thục giáo án Asia Sona. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách để lại một like, share, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những đội hình mới hot nhất 19.5 trong thời gian sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.